Hello, xin chào anh chị em nhé. Hôm nay thì Tiến sẽ thông báo cho anh chị em một cái tin là đối với dự án của MLC, dự án về công ty công nghệ thiết bị y tế MLC. Thì công ty đã thông báo cho chúng ta là cái giai đoạn này sẽ được tặng là từ nay đến 31 thì sẽ được tặng là 20% cổ phần. Và thời gian để chuyển cái giai đoạn 6 sang giai đoạn 7 thì còn có 5-6 ngày nữa thôi. Do vậy là Tiến thông báo cho anh chị em là cái dự án này nó có 3 pha. Thì pha 1 từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 7, giai đoạn 2 thì nó sẽ từ giai đoạn 7. Pha 2, pha 1 thì 17 và pha 2 thì từ 72 và pha 3 thì 12 đến 17. Đó, do vậy là anh chị em lưu ý thời gian. Một số anh chị em bảo là dạo này không thấy cái thông tin về cái dự án MLC. Thực ra là có thông tin nhiều nhưng mà Tiến chưa thông tin cho anh chị em, và anh chị em hãy cố gắng vào cập nhật ở trong cái tài khoản cá nhân của mình. Đây này, chuyển giai đoạn này, chuyển đổi giai đoạn sau 7 ngày nữa này. Đấy, thì hôm nay còn có 7 ngày nữa thôi. Ngày 10 tháng 4 thế là ngày dự án sẽ chuyển sang giai đoạn 7 thì giá cổ phần sẽ tăng lên. Dự án MLC này Tiến thấy cũng đi là giai đoạn này cũng đi khá là nhanh đấy, bởi vì là giai đoạn sớm thì nó khi đầu tư sớm thì cái giai đoạn nó sẽ chuyển nhanh hơn. Ví dụ như về sau này thì những đoạn chững chững ở giữa thì nó sẽ chậm chậm một chút đó. Đấy, do vậy anh chị em lưu ý. Nhưng anh chị em nào mà chưa có tài khoản MLC thì có thể đăng ký tài khoản để nhận 200 cổ phần ở phía dưới cái đường dẫn ở cái video này. Cái dự án này thì Tiến cũng chia sẻ cho anh chị em khá là lâu rồi. Đấy, thì đây chúng ta vào cái phần liên kết giới thiệu này thì anh chị em Tiến cũng hướng dẫn anh em lấy luôn. Đây, liên kết mẫu đăng ký đây. Đó. Yeah.